đình quý vị có trẻ nhỏ thì những sản phẩm mà Thu Phương giới thiệu đến quý vị ngay bây giờ chắc chắn sẽ khiến các bé rất là thích thú. Ngày hôm nay Meta sẽ giới thiệu đến quý vị 4 mã vali dành cho các bé là BB09, BB06, BB02 và BB07 sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cho các bé khi đến trường hay là đi du lịch. 4 mã vali này đều được thiết kế rất nhỏ gọn với màu sắc tươi mát và in hình độc đáo. Và đối với gia đình có bé trai thì không thể bỏ qua những ảnh hưởng nhiều Spider-Man của mã BB02 hay là chú lợn mộng mỹ của BB09. Còn nếu như gia đình bạn là một bé gái thì có thể chọn những hình ảnh của công chúa Elsa hay là công chúa Anna của mã BB06 hay là chú mèo Kitty mộng mỹ của BB07. 4 mã vali này đều có giá hơn 400.000 tại meta.vn nhưng lại mang đến rất nhiều tiện ích cho các bé. Vali được làm từ chất liệu nhựa cao cấp đều đẹp với màu sắc và hình ảnh đa dạng cho các bé tùy chọn. Thiết kế nhỏ gọn giúp các bé dễ dàng mang theo khi tới trường, đi picnic, du lịch hay mang theo khi lên máy bay. Ngoài ra Vali còn có tay kéo rất tiện dụng, có thể điều chỉnh chiều cao của người dùng. Cả 4 chiếc vali này đều có bánh xe có khả năng xoay 360 độ, giúp bé có thể di chuyển dễ dàng. Bánh xe đơn xoay 360 độ với bán kính vòng tay lớn, làm từ cao su thiên nhiên với tiêu chuẩn tương tự như trên vỏ xe ô tô, cho tuổi thọ cao, giảm thiểu hao mòn, chịu lực, di chuyển nhẹ nhàng và không phát sinh ra tiếng ồn. Vali thì có khóa kéo chắc chắn. Cùng với ngăn đựng đồ rộng rãi với nhiều ngăn nhỏ và đa cố định vô cùng an toàn. Với những chiếc vali này sẽ giúp các bé nhà bạn có thể tự lập hơn khi mang đồ đạc đến trường hay là đi du lịch. 4 chiếc vali BB09, BB06, BB07 và BB02. Với nhiều ưu điểm nổi bật như vậy thì quý vị còn chần chừ gì nữa mà không xin ngay một chiếc về cho bé nhà mình nhỉ? Và các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi tới số tại Hà Nội là 024-3785-5633 hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh 028-3830-8569 hoặc các bạn truy cập website meta.vn để xem chi tiết về sản phẩm và mua hàng online. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Meta để đón chờ nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì Thu Phương cũng xin ngay một chiếc về cho cháu gái của mình đây. Xin chào và hẹn gặp lại.